vô thôi, xe chạy không thế. Bây giờ mọi người khởi hành đi qua quán cà phê, uống cà phê xong rồi về. Đường đẹp quá ha. Đi trong rừng ven biển. Giờ mọi người đi kiếm quán cà phê. Tại trong đó kế hoạch là mọi người 3 giờ mới quay về, mà ở trong đó thì công an xã người ta không có cho ở lâu, nên mọi người ăn uống xong thì dọn. Nên giờ kiếm quán cà phê ngồi uống nghỉ mát khoảng 3 giờ rồi cho nó dịu nắng rồi về.
Giờ mới biết tại sao mấy bác chạy GS hay đứng chạy là. Ngồi xe lâu thì nhiều người không quen, hoặc là có quen đi nữa thì ngồi quá lâu nó cũng sẽ bị mỏi lưng. Đứng lên thì nó sẽ thoải mái cái lưng hơn, mà tầm nhìn nó cũng cao hơn, thoải mái. Nên là GS thì chạy liên tục được. Bay lai cam hả? Xong. Giờ đoàn khởi hành là về lại Sài Gòn. Đi lần này trong đoàn có một chiếc bị hỏng bình, nên mọi người ở lại đợi. Đây là một dự án nghỉ dưỡng của Nova. Quá trời. Mọi người quay lại để đón cái xe bị hỏng, sửa xong rồi cho nên bây giờ mọi người bắt đầu khởi hành đi về. Không chơi như vậy mình thấy được á, đi bao nhiêu xe không quan trọng, nhưng mà nếu như có một thành viên mà gặp sự cố thì mọi người đều ở lại để hỗ trợ.
phải một đoạn bị mưa lớn quá, một nửa đoạn trú mưa hay sao, đứng đợi hoài không thấy. Này nghe nói là có một một xe bị tráng đinh bể bánh gì đó. Mọi người chia tay hết rồi. Số về quận 7, số về cầu Sài Gòn Bình Thạnh. Chung là chuyến đi ngày hôm nay nó có đủ vấn đề hết. Từ thời tiết cho đến sự cố xe. Tuy nhiên là nó vui.